tất cả anh em mình nha. Thì hôm nay em hướng dẫn cho anh em cái cách chỉnh cái cọng dây Amazfit ha nha anh em. Đó. Cọng dây Amazfit cho nó vừa cái tay mình ha. Đó, có độ gơ như vậy nè. Anh em chỉnh dùng quá thì nó sẽ cắt Amazfit không hết nha anh em. Đó. Mà thẳng quá thì nó tụt nha. Đó, em chỉnh cũng cái mức độ vừa thôi. Đó, cái gì cũng có mức độ hết nha anh em. Thì đối với anh em phải mở cái mặt nạ ra ha. Đó, mở mặt nạ ra để mà chỉnh nó mới dễ nha anh em. Đó. Rồi thì sau đây thì mình làm và hướng dẫn cho anh em ha. Thì sau khi mình mở cái mặt nạ ra nha anh em, ở trong thì nó như vậy nè. Đó, anh em phải xem để ý cái cọng Amazfit nha anh em. Đó, Amazfit là cọng này nè, cọng có cái tăng đưa nè. Đó. Thì thường anh em người ta sẽ dặn ốc xuống cứng vậy nè, lá kê cứng vậy ha nha anh em. Đó thì mình phải mở ra ha, mở ra xây lên vậy nè mới căn chỉnh được ha. Xây lên cao đi. Đó thì mình sẽ căn chỉnh. Thì cái con ốc này nè, nguyên tắc của nó nè, anh em dặn lên thì căn dao ra, dặn xuống thì dùng nha. Đó thì đây mình thử dặn xuống cho anh em xem nè. Nó dặn xuống hết mức cho anh em xem ha. Cái da bây giờ nó sẽ dùng xuống ha. Đây, rồi. Mình dặn xuống hơi bị nhiều nha nè. Đây. Đó thì cái tay da bây giờ mình nó sẽ muốn đụng vô đây luôn. Thì nó dùng quá như vậy nó sẽ không cắt được Amazfit nha. Đó. Dùng quá nó sẽ không cắt được Amazfit. Rồi mình sẽ tăng đưa lên nè. Đây, mình tăng đưa lên. Đó, ốc này dặn cho xa lên là càng xa là càng tăng ao da đó nha anh em. Đó đây dặn lên, dặn lên nó hết mức. Đây đó thì mình cho ra cũng khá nhiều nha anh em, để mình thêm miếng nữa. Đây cái thao da này tăng lên hết cỡ nè, sẽ rất là cứng. Đó như vậy thì anh em chạy ưa nó bị tuột nồi nè. Đó cái đầu gơ này không đúng rồi nha anh em, đầu gơ này hơi bị căng rồi nè. Đó anh em thấy không, nó cứng ngắc luôn nè. Khi mà anh em thường chạy xe xì bo, anh em thường để tay vậy nè, đó cầm gì sẽ tuột nồi nè. Đó anh em cầm nhẹ thôi là nó sẽ bị tuột rồi đó. Đó anh em lưu ý là nó dùng quá thì nó không cắt Amazfit, và căng quá thì nó sẽ bị tuột nồi nha anh em. Đó và nó bóp nó nặng này kia nha anh em. Đó vì là hơi thẳng rồi nè. Đó thẳng băng rồi nè nha anh em. Đó đồ gơ vô nó không có nè. Đó thì chỉnh gì thì nó sẽ khó chạy lắm nè. Đó anh em nhá nhẹ vô cái là nó ý ẹ lên liền nha anh em. Đó thì mình phải trả lại, mình chỉnh cho nó vừa ha. Đây chỉnh nhẹ nhẹ xuống nha anh em, chỉnh và coi cái cần ha. Đó cái đầu gơ nó tầm gì à? Là ok nha anh em. Đó đầu gơ nó có nè, ra vô nè cái tầm 2-3 cm gì đó nha anh em. Đó vậy. Đó đó cỡ tầm đó là ok ha, không thẳng quá mà không dùng quá nha anh em. Đó có độ gơ gì đó mới được nha. Rồi, độ gơ nó về nha anh em. Rồi thì xong cái mình lắp kê con ốc này lại ha. Đối với những anh em mà không có lắp kê con ốc á thì anh em không cần mở mặt nạ nha. Đó không cần mở mặt nạ, anh em lòn tay cho thì dặn ra được thôi. Còn lắp kê con ốc lại cho nó
chuẩn xác thì mình phải buộc phải mở mặt nạ ra đó, thì mình đắp kê ngóc lại ha, lấy cái đồ siết lại nha anh em, nó kèm dưới siết trên lại ha. Và đối với cái con ốc này á, lên hết gân rồi đó mà vẫn bị dùng, lên hết gân mà vẫn bị dùng thì anh em phải buộc phải mở cái cần này ra nha anh em đó. Mở cái cần này ra nè, mở ngóc bắt cần này ra ha, rồi mình lấy cái này lên căng lại đó, hạ con ốc đó xuống hết đó, rồi xong mình vào cái cốt này lại ha. Cốt này thì mình xây cái chiều ra ngoài trước đó, mình làm lại ha, nhưng mà nó không có bao giờ nó mới hết tăng đưa trên đó nha đâu nha anh em đó, tăng đưa trên đó nó dài lắm. Trường hợp mà mình hết tăng đưa thì mình sẽ mở cái cần này ra mình làm lại mới được nha đó, mở ra lấy gân hầu lại ha đó, anh em lấy sao cảm thấy nó hạ con ốc nó xuống hết rồi cho nó thẳng là ok đó. Nhìn chiếc xe này cũng có một người bạn ở bên Long Xuyên nha anh em, đó xe dọn cũng lan can luôn nha. Đó, vô bên mình cái bô, cái bô nó bị cọp á, bô là còn bóng lưỡng nha anh em đó. Chung xe dọn sạch đẹp, mình thì mình không có nhận sửa xe nha anh em đó, nói chung anh em chung phung của mình mình chơi chung thì mình hỗ trợ làm cho anh em để cho anh em có xe chạy nha anh em đó, để hư lật giật anh em nản lắm, mất công đem ra tiệm này kia ha đó. Thì cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ mình trong thời gian qua nha đó, kênh mình cũng được 1000 người đăng ký rồi, cũng cảm ơn anh em rất nhiều đã quý mến ủng hộ mình ha. Thì mình chuyên chia sẻ những cái đồ riêng nguyên thủy của Sì Bo và những cái lỗi lặt vặt thì mình sẽ chia sẻ lên đây để cho anh em mình mới chơi cho tốt nha anh em đó. Thì những anh em nào đã chơi rành rồi biết rồi thì xem qua cho vui nha anh em đó. Còn anh em không có gì không biết cái này kia thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là Facebook Zalo đó, mình cũng có bán phụ tùng nha anh em đó, liên hệ qua đó mình sẽ tư vấn anh em hết ha đó. Hoặc là anh em comment ở bên phần bình luận á thì mình rảnh mình sẽ vô vào xem mình trả lời hết nha anh em đó, những cái comment tiêu cực này kia đó, chữ bới đâm chọt này kia mình không trả lời nha anh em đó, những comment góp ý hoặc là đó, những cái gì tốt đẹp anh em mình chơi xe thì mình trả lời ha. Còn những cái gì mà nó không tốt mình không trả lời. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video clip của mình nha. Hẹn anh em ở clip sau nha. Chào tạm biệt anh em.